Phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí ethylene, dù mới được áp dụng trong thời gian chưa lâu, song đã phát huy được những ưu điểm vượt trội, góp phần giảm chi phí sản xuất, kéo dài chu kỳ kinh doanh và bảo vệ vườn cây. Gia đình anh Nam, ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, có 2 hectare cao su đang cho khai thác mủ. Trước đây vì áp dụng phương pháp cạo mủ truyền thống, nên sản lượng cao su khai thác được không ổn định. Mặt khác, do phương pháp truyền thống yêu cầu kỹ thuật cao, lại phải đi làm từ lúc nửa đêm, nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, chưa kể đến việc những ngày trời mưa không thể đi cạo mủ, thu nhập không ổn định, những bất tiện trên đã gây ra không ít khó khăn cho đời sống gia đình. Đầu năm 2021, sau khi đã đi tham quan những vườn áp dụng thành công phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí, anh đã đến đại lý Vạn Năng thuộc huyện Bù Đăng của công ty Vườn Xanh Tốt để được tư vấn và chọn bộ vật tư phù hợp với đặc thù của vườn cây mình. Sau một thời gian lắp đặt được bên kỹ thuật của công ty Vườn Xanh Tốt hướng dẫn tận tình, từ khâu lựa chọn vị trí đóng nắp chóp, bơm khí, cho đến kỹ thuật khoan, anh đã thành thạo việc khai thác bằng phương pháp mới này. Kết quả là không chỉ đỡ vất vả hơn trong quá trình khai thác, lượng mủ cao su cũng ổn định hơn, tránh được những tổn thương cho cây cao su. Chỉ trong thời gian ngắn anh đã thu lại số vốn đầu tư. Cạo truyền thống là mỗi cạo chưa xong mà nó đổ mưa rồi, đúng nhiều khi lo lắng. Mới vừa cạo xong thì vào trò thì đã bị mưa rồi, làm cái ốc khí này thì là khoan xong rồi mình chỉ đi về là sáng là lên đổ rồi, làm này còn đỡ phải đi thức khuya, giờ đêm hôm đỡ phải đi. Như năm ngoái là đêm 1-2 giờ cũng phải lên, 1-2 giờ đã đi cạo rồi mà nhiều hôm là lên mưa không cạo được luôn. Tương tự như gia đình anh Nam, anh Quý sau khi được giới thiệu phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí, anh đã đầu tư lắp đặt toàn bộ vườn cây. Sau một thời gian áp dụng, hiệu quả kinh tế của vườn cây được nâng lên rất cao so với cạo truyền thống, giảm được thời gian khai thác mủ, anh đã làm thêm được rất nhiều việc khác, không cần phải thuê nhân công như trước đây. Vườn anh tổng số cây là có bao nhiêu cây anh? Vườn tôi là có 230 cây. Tổng số cả cái vườn ấy chứ? À, tổng số vườn là 460 cây. Là chia ra làm 2 lô, là mỗi lô là 230 cây. Vâng, 230 cây. Sao lại không 430 cây? Mà 60 cây mà sao lại không khoan phát hết đi mà lại phải chia làm đôi thế? À, ngày trước là hai vợ chồng tôi có khoan hết một lô luôn chứ, nhưng mà thấy nó chở mủ nhiều quá, nặng mưa gió, bữa nay mưa nó đường nó khó đi quá, chia ra nửa cho nó thuận tiện đi lại nó dễ. Thời xưa mình cạo truyền thống là mình cạo phát hết luôn á, được bao nhiêu tổng ấy? Tôi cạo truyền thống ngày xưa là cạo truyền thống là thời điểm nhiều nhất là được khoảng cỡ tạ 2 một lô. Là cũng 230 cây hay là đâu, hết luôn? Hết luôn á. Hết luôn là 460 cây, là cao điểm nhất là 1 tạ 2. Thế bây giờ khoan khí là nó, anh thấy cái sản lượng của nó tăng bao nhiêu phần trăm so với mình cạo? So với cạo truyền thống là nó tăng khoảng 40% gần 50%. Rồi anh bước sang anh làm khí được khoảng cỡ 2 tháng rồi, anh thấy cái sự khác biệt giữa cái phương pháp cạo truyền thống và phương pháp làm khí thì như thế nào? Tôi thấy là phương pháp làm khí thì nó đỡ phải đi cạo ban đêm thức hôm, còn cạo truyền thống là cứ phải gần sáng mình đi cạo thì nó mệt mỏi lắm. Tôi thấy làm khí thì nó thuận tiện hơn, mình làm được việc khác nhiều hơn. Ethylene là hormone thực vật có trong cây cao su. Trong quá trình cây bị khai thác thì hormone ethylene ngày càng giảm theo số lượng da mất đi, cho dù lớp da tái sinh hình thành trở lại. Đặc biệt với cây cao su 15 tuổi, khi chúng ta khai thác mủ càng nhiều thì lượng hormone bị thiếu hụt càng lớn. Khi hormone bị thiếu hụt thì nó làm lượng mủ tái sinh ngày càng giảm. Nguyên tắc của kỹ thuật khai thác mủ cao su bằng khí ethylene là bơm thêm khí ethylene vào cây, nhằm bổ sung thêm hormone giúp cây tái tạo mủ và phục hồi tuyến mủ trở lại. Ngoài ra, đối với cây bị thiếu hormone, ethylene góp phần vào sự tăng trưởng của cây cao su so với bình thường, đồng thời khống chế được lượng mủ chảy ra ổn định theo định mức để không làm ảnh hưởng đến cây. Các bác trong khu vực huyện Bù Đăng có nhu cầu tham quan vườn hoặc tìm hiểu, lắp đặt thiết bị, hãy liên hệ qua số điện thoại 0368 986353 gặp Dũng để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.